Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê bẫy cu gáy trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là lại một buổi em tiếp tục đi lấy những cái lụp bẫy cu gáy Thái Lan để về phục vụ các bác. Đây tổng thể đây là tất cả trong thùng này là những cái chiếc lụp bẫy cu gáy Thái các bác nhé. Đây em sẽ quay tổng quan cho các bác. Thì về cái số lượng nhiều như này thì các bác cứ yên tâm là về phần giá cả lúc nào cũng được ưu đãi nhất cho các bác. Đây này em vừa bỏ hai chiếc ra để kiểm tra cái chất lượng. Đấy, chất lượng thì rất là ưng ý, em rất là ưng ý về cái chất lượng của cái lụp bẫy cu gáy Thái loại này mới lấy về. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái lụp này. Thì các bác quan sát trên màn hình đây. Đây là một cái lụp bẫy cu gáy Thái Lan các bác nhé. Đấy, giá công khai thì em báo giá luôn công khai cho các bác là 1.200.000 đồng. Đấy, đã bao gồm phí cước vận chuyển cho các bác rồi. Còn về cái nguyên liệu chính để làm nên cái lụp này thì được làm bằng inox hoàn toàn. Thì nhà em đã sơn cho các bác phủ một cái lớp màu xanh này, đấy, sơn xanh để đảm bảo cho các bác là tăng cái tính ngụy trang. Và nhà em đã phủ thêm cho các bác là một cái lớp lá cây nhân tạo như này nữa nhá. Đấy, lá cây nhân tạo này. Đấy, đây là về cái phần mặt sập của nó này. Còn về cái phần cầu tử của nó đây. Nhà em sẽ bỏ cái phần cầu tử này ra giới thiệu cho các bác. Đây, cầu tử này thì nhà em đã thiết kế cho các bác là bằng gỗ song nhá để đảm bảo cũng tăng cái tính ngụy trang. Thì cách sử dụng của cái lụp này ấy, thì rất là nhiều những video trước em đã giới thiệu rồi. Đấy, các bác nào mà quan tâm hãy đăng ký kênh theo dõi em ở những video trước ấy, thì em cũng đã chia sẻ về cách sử dụng của cái lụp này rồi. Đấy. Còn là về cái phần lưới của nó đây. Đây là về cái phần lưới của nó này. Thì lưới là lưới siêu bền các bác nhá. Sợi nhỏ như này thôi nhưng mà đảm bảo cho các bác là đánh không bao giờ bị đứt được cái lưới này. Đấy, về cái phần lưới. Còn đây là phần hai cái phần để gài cầu tử này. Đây cái này thì gồm hai mặt nhé. Đây một mặt là gài vào đây và một mặt gài bên này nữa các bác. Đây một mặt gài bên này nữa. Nhà em đây là cái phần dưới chân này. Dưới chân thì nhà em thiết kế cho các bác là bốn cái chân như này để đảm bảo là khi các bác để dưới nhà ấy, thì nó rất là im, vuông vắn, nó không bị sọc sạch. Đấy là về phần chân. Còn nào về cái phần bên trong giúp con mồi. Đây là phần bên trong giúp con mồi nhé. Em sẽ bỏ hai cái cầu tử này ra để giới thiệu về cái phần bên trong cho các bác. Đây. Đấy, em sẽ bỏ phần cầu tử này ra này. Đây là phần bên trong để nhốt con mồi các bác nhé. Đấy thì nhà em thiết kế cho các bác là cái phần cầu tử của chỗ con mồi đứng ấy, thì là khắc cho các bác là những cái rãnh như này và sơn cái lớp màu sơn xanh để đảm bảo cho các bác là khi con mồi nó đứng lên đây nó sẽ không bị trơn trượt. Còn về cái phần nhốt con mồi thì cũng rất là rộng rãi các bác nhé. Còn đây là về phần cửa này. Cửa thì nhà em thiết kế ở bên phần rìa này. Đấy, ở đây thì có một cái lẫy gài. Thì khi các bác mà muốn thả con cu gáy vào thì các bác chỉ việc gậy cái lẫy này lên thôi. Đấy, phần cửa này làm cũng rất là rộng rãi, đảm bảo cho các bác là khi thả con cu gáy vào thì nó sẽ không bị sơ lông. Đấy. Thì khi các bác đóng vào thì thả vào rồi thì các bác hãy đóng cái lẫy này vào. Đấy. Rất là chắc chắn thì không bao giờ con mồi của mình sống ra được nhé. Còn về cái phần lò xo, về cái phần lò xo của phần mặt sập đây thì thiết kế cho các bác là làm bằng thép chịu lực nhé. Đấy, thép chịu lực đảm bảo cho các bác là đánh không bao giờ bị nhão được cái lò xo này. Đấy là về tổng quan của cái chiếc lụp bẫy cu gáy Thái này. Thì khi các bác mua hàng ấy, thì nhà em sẽ tặng cho các bác một cái móc treo này nữa. Đấy, cái móc treo và một cái móc ở dưới đáy nữa. Đây là móc này thì thiết kế là những cái gen xoáy nhé. Video trước thì em cũng giới thiệu chi tiết cho các bác rồi. Còn móc xoáy thì em cũng hôm nay lấy hàng này về cũng không mang cái móc xoáy ra giới thiệu cho các bác nữa. Đấy là về cái tổng quan một cái lụp bẫy cu gáy Thái Lan này. Nhà em cung cấp 3 loại bẫy cu gáy. Là một là cái lồng bẫy cu gáy này. Đấy, do tự nghệ nhân làm thủ công ra. Còn hai là cái lụp bẫy cu gáy Thái Lan. Ba là cái lụp bẫy cu gáy Malai. Nếu mà bác nào mà có nhu cầu ấy, hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để góc màn hình video. Còn bây giờ là em sẽ kết thúc video này ở đây để em cất những cái chiếc này vào trong kho các bác nhé. Em xin chào toàn thể các bác.